đời cùng sống reo vui nô đùa bên các bạn sau những ngày học hành chăm chỉ. Mùa hè luôn cho em ước mơ xanh thêm xanh, luôn cho em ước mơ hồng càng hồng. Em được đùa được chơi, được nghỉ ngơi thật thoải mái vô cùng. Bởi lẽ hè những cánh diều bay lên cùng gió, hè giúp em vui niềm vui thắm lòng, hè đã cho em đẹp thân túi hồng. Một năm học qua trên miền khó nhọc, hè giúp lại giúp phút giây nghỉ ngơi, hè giúp em vui niềm vui thắm lòng, hè đã cho em đẹp thân túi hồng. Cảm ơn hè luôn và em hứa rằng mùa tới quyết quán này được của mày ha. Chờ ai vô cô bé? Chờ ai kể tôi? À, anh biết rồi. Chắc là bị bạn trai cho leo cây phải không? Thôi, đi với tụi anh đi. Đứng ở đây một mình nguy hiểm lắm mà nha. Ngồi dậy. Sao? Có người nghe nói bị giám sát nên sợ rồi hả? Ở đây chán quá. Đi chơi có chút xíu cũng bị la nữa. Ở dưới quê của em đó, chơi thoải mái luôn, có bị gì đâu. Ủa vậy đó hả? Vậy mà anh nghe bà nội nói á, là có đứa ở dưới quê không lo học anh văn, lo đi chơi, bị đòn hoài, ai vậy ta? Thì bây giờ em học khá hơn rồi. Đi chơi có xíu cũng bị cậu hai la nữa. Cậu hai la chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Em thử nghĩ đi, em học trên thành phố xong đúng không? Dạ. Em sẽ về quê nè, mà nếu em học không tiến bộ á thì sẽ khiến mọi người buồn nè. Bà nội nè, dì Út nè, ông già cát biển nè, cả tụi thằng ốc nữa. Như vậy á, em có muốn làm mọi người thất vọng về em không? Em đã hứa với mọi người á, thì em sẽ cố gắng học hành. Ừ, vậy em mới ngoan chứ. Vậy là em hiểu rồi. Từ nay em sẽ cố gắng học hành, không bỏ đi chơi nữa. Ừ, tốt. Dạ. Chăm học như vậy á, thì mới tiến bộ được nghe chưa? Dạ. Gì vậy? Chết rồi. Chị Trúc Chi có hẹn anh đó. Hẹn anh hả? Ủa sao anh không biết vậy ta? Chị hẹn á là 8 giờ tối ở cổng khu vui chơi á. 8 giờ ở cổng khu vui chơi làm gì? Em đâu biết đâu. Em hỏi hoài mà chị không có trả lời. 8 giờ cổng khu vui chơi. Hả? Chết mồ rồi. Hôm nay là sinh nhật của Trúc Chi nè. Vậy hả? Mà Trúc Chi hẹn 8 giờ đúng không? Dạ thiệt. Sao vậy nè, em mới nói anh. Trời ơi. Chết rồi.
thôi mà. Cho tôi xin lỗi đi, tôi cũng vừa mới biết luôn á. Tôi mệt quá à. Bây giờ tôi buồn ngủ rồi, tôi không nói chuyện với ông nữa, tôi mệt rồi. Trúc Chi, Cưng nói gì với chị Chi? Chị Chi giận anh rồi nè, giận cả tháng trời luôn á. Nhiều chuyện tại vì cưng mà anh lại bị chị Chi giận anh rồi nè. Bị con gái giận mà làm thi ghê. Nhiều chuyện em nè, bị giận hoài có sao đâu hả? Ừ. Trời đất ơi. Mà hồi đó tới giờ em cứ tưởng chị ở trong phòng chị học không chứ. Ai dè. Thì chị cũng đâu muốn vậy đâu. Tại mấy bữa nay học không vô chứ bộ. Thôi sao chị không nói thiệt với cậu hai đi. Ngu hay sao đi nói thiệt.
Ba của chị á, lúc nào cũng muốn chị học giỏi như anh Khoa đó, hiểu không? Chị khác, anh Khoa khác mà. Mà chị cũng ráng học kỳ ba này lắm rồi đó. Chị cũng muốn được đi chơi với mấy đứa nhỏ ngoài kia kìa, mà đâu có được đâu. Ở ngoài quê của em á, vui hơn nhiều. Nghỉ hè á, là được đi chơi thoải mái luôn. Này nha, được à, đi bắt ốc nè, đi thả diều nè, xây lâu đài cát nè, vui hết biết luôn. Con xuống thiệt á nha, ước gì chị cũng được như cưng, một ngày thôi cũng được nữa. Nếu chị muốn em sẽ giúp chị. Thiệt không? Thiệt chứ. Chị ơi, mai cao hơn nhiều chị luôn á. Chị nhìn nè. Chị giật vậy nè. Anh biết không, cả gia đình tôi đều theo nghề giáo. Chỉ có mỗi thằng Diễn là có định hướng khác, quyết tâm thi vô trường y. Tôi với bà xã tôi đều muốn nói nối nghiệp của gia đình, mà nó nhất định không chịu. Bọn trẻ bây giờ có chọn lựa riêng của nó, mình không thể nào bắt nó theo ý của mình được đâu. Như thằng con trai tôi đó, nói gì thì nói, nó vẫn nộp đơn vô trường kinh tế, trong khi tôi với mẹ nó thì theo nghị. Làm cha làm mẹ, mình chỉ lo là con cái nó suy nghĩ nông cạn thôi. Chứ nó đã quyết tâm như vậy rồi, mình cũng đâu ngăn cản nó được. Thôi, lâu quá ghé qua thăm anh một chút. Sau này thằng Diễn nhà tôi có việc gì cần á, tôi nhờ anh giúp đó nghe. Rồi, yên tâm. Thôi bây giờ anh về ha, tôi phải vô ca rồi. Dạ. Hương phải không? Anh Duy hả? Đúng rồi. Thiệt tình là tôi không ngờ anh Quân lại ra đi sớm như vậy. Giờ tôi nghe Hương nói, tôi áy náy quá. Anh mất cũng đã lâu, mà tôi chưa lần nào thắp cho anh nén nhang. Anh không cần phải áy náy như vậy. Từ cái ngày làm ăn thất bại, suốt một thời gian anh ở nhà sống khép kín, không giao du với ai hết. Thành ra khi anh mất cũng ít ai biết lắm anh à. À, còn mấy cháu ở nhà chắc cũng đã lớn rồi ha. Từ ngày ảnh mất, nhà còn có hai mẹ con. Nhà có khó khăn, nhưng may là con Diệp nó cũng chịu khó học hành, cho nên cũng an ủi phần nào. Âu cũng là phước đức của cha nó để lại. À, cháu nó đang học gì vậy Hương? Nó đang học năm thứ nhất y khoa. Tội nghiệp con bé, nó vừa phải học vừa phải phụ tôi bán hàng nên cũng cực lắm. À phải rồi, Hương vô đi khám bệnh hay là thăm ai? Hai tháng này tôi cứ ho chỉ thấy mệt trong người nên tôi khám thử coi sao. Mãi nói chuyện với anh nãy giờ quên hỏi thăm gia đình của anh. Chị nhà chắc cũng theo nghề giáo như anh hả? À, còn mấy đứa nhỏ cũng thành đạt hết chứ? Bà xã cũng là người trong ngành. Nhà có ba đứa con, hai trai một gái. Đứa lớn nhất cũng theo nghề giáo như tôi. Hương à, gặp Hương bỗng làm tôi nhớ lại thời tụi mình còn là sinh viên đó. Lúc đó tôi yêu Hương mà tôi đâu có biết.
tôi cứ mãi mê với mấy công thức toán học. Tôi chưa tìm ra được đáp số thì hai bạn đã chuẩn bị kết hôn rồi. Thôi, chắc có lẽ tôi phải vô khám, kẻo không kịp. Bữa nào gặp sao nha. À, nhưng mà nhà Hương ở đâu? Cho tôi xin địa chỉ, rồi có gì mai mốt tôi ghé qua thăm. Nhà tôi ở gần chợ Hòa Hương, quận 10 đó, hẻm số 2. Anh cứ vô đó hỏi nhà bà Hương bán bánh mì, người ta chỉ cho. Thôi tôi đi nha. À, Hương à, có việc gì cần á thì Hương cứ báo cho tôi biết. Dù sao thì lúc trước tôi mang ơn anh Quân nhiều lắm. Vậy nghe. Tôi đi nha. Tuấn, em nhớ phải mang theo hồ nha. Ra đó mà bị xúc là không có đồ dán đâu đó. Dạ. Tuấn. Dạ. Cái gì vậy? Ý, thư. Đọc. Ê, đọc thư của người khác là xấu lắm á. Hé ra coi chút cái gì đâu. Ừ, để nói là không được là không được mà. Không coi thôi, đưa đây. Dạ, anh Diễn. Hai đứa làm gì ở đây vậy? Dạ. Dạ, em vô phòng của thằng Tuấn chơi. Dạ. Bình thường hai đứa như lửa với nước, mà sao hôm nay thân mật quá vậy? Lửa với nước gì đâu, hai chị em thương nhau thế mồ. Đúng rồi đó. Đúng không Tuấn? Dạ đúng rồi. Dạ, thôi em chị ăn chi đi ha. Tránh ra em xíu. Bye bye. Chị Chi. Hả? Không biết á, chồng cái thư với cái thư pháp á, với cái gì, với cho ai ha? Hay là anh Diễn hết thương chị Thúy Diệp rồi? Em thấy dạo này á, anh không có ăn bánh mì nữa. Chắc là anh thích chị Trúc Chi hơn. Sao em biết? Em mà, cái gì mà không biết. Mình phải tìm hiểu chuyện này mới được. Rốt cuộc là anh thích ai để mình còn mét mẹ nữa chứ. Ủa, chị mới nói gì? Không có gì, không có gì. Vậy thôi đi. Đi. Đây là lần cuối cùng nha Lan Chi. Dạ. Không thể tưởng tượng được. Các em nhìn cái gì? Chép bài vô đi. Vui lắm hay sao mà cười? Thôi nè, chiều nay mày nhớ ra đồng diều nha. Tao làm được con diều giống mày chị tao rồi đó. Nhưng tụi bay đâu có ra được. Tụi bay mắc học rồi mà. Có gì đâu, vẫn ra được. Tao sẽ làm theo cách cũ, mẹ tao sẽ cho đi liền. Thiệt không? Cách gì hả? Ủa, mà cách của mày á, có khó không vậy? Cũng không khó lắm. Tao nói với mẹ tao á, là cho qua nhà thầy học thêm cho giỏi là mẹ tao cho đi liền à, còn khen tao nữa. Chắc tao phải bắt chước thằng Bình, nói với ba tao như vậy quá.
Em không dám làm đâu. Cô giáo nói nó vô là xấu lắm. Thì cũng hơi xấu, nhưng mà không làm vậy á sao được ra chơi. Đúng thôi rồi. Từ từ tao nghĩ cách cho. Đó chép bài đi. Chuyện gì vậy? Vui lắm hả? Tại sao không chịu chép bài mà ngồi đó nói chuyện? Chép bài rồi giải bài tập đi. Tí nữa tôi kiểm tra từng người. Tuấn. Dạ. Dạo này anh thấy cưng siêng học quá ha. Ngày nào mà em chẳng siêng học. Biết sợ kỷ luật thép của cậu hai rồi hả? Ừ. Tuấn. Dạ. Có chuyện gì giấu anh đúng không? Khai đi. Hay là anh có bí mật gì giấu em? Mắc cười quá. Anh làm gì có bí mật nào? Thôi, anh đi học đây. Dạ. Bye bye. Bye bye. Lo học bài đi nha. Dạ. Giấu được em sao? Không biết em là quỷ biển à? Phải báo cho chị Lan Chi thôi. Dạ. Nổi vậy anh diễn nhận ra làm sao? Chị xài mấy cái này không à? Giờ sao giờ? Đúng là con gái, lúc nào cũng lè lẹt như con chim chích chè. Còn em sao? Ăn mặc vậy á, rồi anh diễn phát hiện ra sao? Chờ xíu. Sợ phát hiện hả? Em mặc áo anh Khoa, anh Diễn phát hiện ra sao? Vậy là chị không có đọc truyện tranh Sherlock Holmes rồi. Vậy mới ông thám tử chứ. Trời. Im. Nhỏ nhỏ. Nhìn em á, giống ông thầy bói mù hơn á. Không dám đâu. Thôi đừng cãi nữa, anh Diễn đi bây giờ. Ê, nói nghe nè, lấy cái mắt kiến ở đâu ra vậy? Cái này hả? Em mượn của anh Diễn. Phá xong vụ án này em trả. Đi. Vậy đi, đi đi đi. Ê, Tuấn, đợi chị với.
mà biết khi chờ thám tử mệt vậy? Chị không có đi đâu. Bởi vậy không chịu vận động gì hết. Đúng là con gái yếu xìu. Chị đâu muốn vậy đâu. Ủa, mà anh Diễn đâu rồi? Chào em. Ủa, hôm nay anh không đi làm ở xưởng may hả? Hôm nay anh được nghỉ. Trời, anh làm sướng quá ha, em thấy anh nghỉ hoài à. Diệp. Dạ. Anh tặng em nè. Đẹp quá à. Anh Diễn giỏi thiệt. Thư pháp cũng biết viết nữa. Bữa nào anh dạy em viết với nha. Ừ, để em thích á, hôm nào anh chỉ cho. Để anh cuốn lên giùm em nha. Dạ. Cầm giùm anh đi. Cảm ơn anh nha. Đứa thứ nó kìa. Đưa đi. Ăn bánh mì chị ơi. Dạ dạ. Trời ơi. Anh Diễn đúng là nhát như thỏ vậy. Vậy cũng không dám đưa. Thế giới của đàn ông phức tạp lắm, mẹ không biết đâu. Sao chị biết? Chị nghe tivi nó dạy á. Ừ. Dạ, của anh 10.000. Sao kỳ vậy ta? Cái này của anh à, em trả lại cho anh à. Cảm ơn em. Đỡ hơn rồi đó. Trúc Chi hả? Dạ, em chào anh Khoa. Lần sau đi đứng cẩn thận hơn nha em. Dạ. Kiểu này chắc mượn sách về nhà đọc. Chứ đọc ở đây gì nổi. Chào em. Giấu hoài à. Lấy ra đi. Có gì người ta giúp cho. Anh có giấu gì đâu. Cứ ngồn ào quá. Để cho anh học bài. Nhiều chuyện. Em nói thiệt nha, chị Thúy Diệp thích em lắm á. Thích em kệ em chứ. Rồi sao? Thì em có thể giúp anh. Nhưng anh không cần em giúp. Ừ. Anh nói sao cũng được. Nhưng cũng sẽ có lúc
Anh cần em giúp thôi. Được. Không lẽ nó biết hết rồi hả ta? Mình giấu kỹ lắm mà. Sao chổi? Ủa anh hai, anh nói ai là sao chổi vậy? Trúc Chi, bạn của em. Ủa Trúc Chi sao hả anh? Bữa trước sửa xe làm anh trễ thi hết học phần, bữa nay còn nặng hơn, tung vô anh như sao xẹt vậy. Kết quả là còn một mắt sao không tung luôn đi. Bữa trước á, Trúc Chi bạn của em đi xe tay ga, mà anh sửa như là xe số vậy, làm sao mà được. Lỗi này không phải ở Trúc Chi đâu, mà lỗi của anh nha. Làm gì mà binh dữ vậy? Hai đứa có gì không? Đâu có gì đâu. Ừ, không có thì tốt. Đang còn đi học, đừng có yêu linh tinh. Cẩn thận, khổ lắm. Chà, anh hai của em hôm nay nói chuyện người lớn quá ha. Làm như anh đã từng trải qua rồi không bằng vậy đó. Tất nhiên là trải qua rồi. Hả? Từ cái ngày làm ăn thất bại, suốt một thời gian anh ở nhà sống khép kín, không giao du với ai hết. Thành ra khi anh mất cũng ít ai biết lắm anh à. À, còn mấy cháu ở nhà chắc cũng đã lớn rồi ha. Từ ngày anh mất, nhà còn có hai mẹ con. Nhà có khó khăn, nhưng may là con Diệp nó cũng chịu khó học hành, cho nên cũng an ủi phần nào. Âu cũng là phước đức của cha nó để lại. Anh à, anh à, em hả? Có chuyện gì mà anh ngồi thừ ra vậy? À, có gì đâu, anh mới đọc xong mấy trang sách nên suy nghĩ vậy mà. Thôi khuya rồi, đi ngủ đi. Ủa, chị mới đi chợ về hả? Thấy sách vở là biết rồi.
Đi cả buổi trời mới lựa được mấy cái món ngon bổ dưỡng về bồ dưỡng cho thằng Bình đó. Trời đất ơi, thằng Bình bị nó. Bị cái gì? Bình thôi, không có bị. Tại thằng nhỏ nó mập quá, trong xóm kêu Bình bị riết rồi quen. Ủa, mà thằng Bình nó mập quá trời rồi chị còn sợ nó thiếu dinh dưỡng nữa hả? Bởi vậy ta nói làm cha làm mẹ không để ý để tứ gì hết. Con mình á đang tuổi ăn tuổi học đó, phải bồi dưỡng cho nó đó, mấy cái bữa ăn hàng ngày á phải nhiều chất dinh dưỡng cho nó, đúng không? Thím nhớ không, lúc trước á cái thằng ở xóm mình nè, trước ngày đi thi á tự nhiên bị xỉu là sao? Là ăn thiếu chất, cha mẹ không bồi dưỡng cho nên nó mới xỉu. Chứ còn thằng Bình nhà tôi á, có bao giờ nó xỉu lên xỉu xuống đâu, lúc nào nó cũng khỏe mạnh hết á, thấy không? Chị nói nghe cũng có lý á. Quá có lý. Chắc là tôi phải làm giống như chị thôi, chứ con cua nhà tôi nó xanh xao quá. Hiểu gì được rồi đó, tôi đi à. Chị, gì nữa? Mấy đứa nhỏ nhà mình qua học nhà thầy Khoa công nhận cũng tiện quá ha, mình cũng đỡ đưa rước đó. Trời đất ơi, có cái chuyện đưa rước con thôi mà cũng than thở làm sao. Vậy rồi cái việc đầu tư lâu dài cho con á, chắc là coi như là con zero ha. Nè, chị á phải coi vợ chồng tôi mà học hỏi cách nuôi con, dạy con, nghe không? Không phải, lo thì em cũng lo, nhưng mà vợ chồng em bận việc nhiều quá, thành ra lo cũng không xuể nữa. Không có biết tư tưởng con người chừng nào nó mới tiến bộ được ta. Cũng phải thôi, liệu cơm gấp mắm chứ. Trời đất ơi, bà này bữa nay sao mà bà chảnh dữ vậy ta? Mà nặng dữ vậy trời. Tụi bay bữa nay được ra chơi hết vậy? Thì ta dùng cái cách của thằng Bình chứ đâu. Là sao? Thì cứ nói với ba là đem tập qua nhà thầy Khoa để ôn tập học giỏi thêm, thì ba tao cho ra liền chứ gì. Thấy chưa, tao đã nói cách của tao là số 1 mà. Nếu như vậy á, lời nói dối của Bình rất là hiệu nghiệm, nhưng mà dễ bị phát hiện lắm đó nha. Lỡ mấy phụ huynh đến hỏi anh hai của mình sao, đúng không? Ha. Thôi, bữa nay về sớm đi. Rồi để tao kiếm cách rồi ra đây chơi tiếp. Chị ha. Thôi tụi mình về đi. Nói gặp lại nha. Bye.
Chị vô đi. Bye bye. Ủa, đi đâu giờ này mới về? Dạ em. Đi đâu nói. Dạ em đi chơi. Cưng đã quên cậu hai giao quyền giám sát hai cưng cho anh rồi hả? Hả? Dạ nhớ. Nhớ mà còn dám trốn đi chơi. Như vậy á, cưng đâu có sợ cậu hai, và cũng đâu có sợ anh, đúng không? Dạ. Thôi được. Có muốn anh giấu cho cưng lần này không? Dạ, dạ muốn, dạ muốn. Vô đây. Đây, cầm lá thư này đưa cho chị Thúy Diệp giùm anh. Sao giờ này mới nhờ em? Nói không cần em nữa mà. Thì bây giờ mới cần nè. Con muốn giúp hay không? Nói đi. Giúp anh lần này thôi đó. Ừ. Đưa tận tay chị Thúy Diệp. Nếu được anh sẽ thưởng cho em. Ừ? Còn nếu không được thì sao? Nếu không được hả? Chuẩn bị mong ăn đòn của cô hai đi. Dạ. Không thấy chị Thúy Diệp ta. Chị còn bán bánh mì mấy bữa trước mà. Chắc chị ở bên trong. Ý. Cậu hai. Một ước mơ chan hòa biết bao nhiêu ngày lòng em ngóng chờ, hoàn tất hai học kỳ nghỉ ngơi hát ca vui đùa dòng chơi, được với cha với mẹ với bao bạn bè cùng nhau đón hè, được há hê nô đùa cười vui thỏa thuê. Đừng gọi em đến tắm ma giữa mây trời, nô đùa bên sông xô, xóa hết những âu lo học hay trong chớp, cùng nhau vui sống thoa thi phút giây này bên mùa hè đẹp tươi, cho em xin được như ước mơ. Hè đến thật vui, niềm vui tháng ngày bạn bè xung vầy, học tốt vượt qua khó khăn lòng trẻ sức sống, hè đến thật vui niềm vui tháng ngày bạn bè xung vầy, càng thêm ước mơ càng thêm vững tin, hè đến thật vui niềm vui tháng ngày bạn bè xung vầy, giúp em học tốt vượt qua khó khăn lòng trẻ sức sống.